cá này cá to đấy, mình ta đi. Cá nào nhá. Các em bé ở đây rất thích luôn. Đấy. Thích không? Cá to. Ôi trời, to thế nhỉ. Hôm nay các bác cùng bố con em vào sở thú bắt cá nhé. Đầu tiên chuẩn bị một bộ cần câu bút nhỏ gọn cùng với phụ kiện. Thế là đi thôi. Đã tới vườn thú Hà Nội rồi. Tắm trò chơi chưa? Ở đây thì có rất nhiều các loài động vật quý hiếm được nhốt trong lồng kính cũng như là lồng lưới để cho mọi người có thể tham quan và các loài động vật nó như thế nào. Ở rất nhiều em nhỏ rất thích thú việc đi tham quan này. Cũng rất nhiều người lớn cũng chẳng thích thú gì đâu vì các em nhỏ phải cho đi thôi. Nhưng mà đặc biệt một cái hay ở đây là rất nhiều bác không biết các loài động vật là gì luôn. Rõ ràng là con hạc thì lại bảo là con cò. Rõ ràng là con chim thì lại bảo là con gà. Nói chung là việc học là rất quan trọng đấy các bác ạ. Chơi lanh quanh mà không ngắm được con cá nào, rành phải lôi cần câu ra, câu con cá lên ngắm mới được. Đấy, lấy bộ đồ câu ra câu nhá. Đấy, bộ này rất nhỏ gọn, mang đi mang lại rất dễ. Ít phụ kiện cho mày nữa. Đấy, chúng ta đã có một bộ đồ câu rồi. Đấy, cái bánh mì sáng này ăn dở. Đấy, mang đi để câu nhá. Đấy, chúng ta đã lắp được bộ phao này. Phao đi xuống chì này, chì và lưỡi này à, cùng bộ cần câu bút để chúng ta câu nhá. Mấy bánh mì mọi người ạ. Cho ít nước vào xong nó thành nhã ra. Nhanh ạ. Ui cá cắn. Ui cá cắn rồi. Ui được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ui cá cắn rồi, cá to rồi, cá to rồi. Ui. Ui. Ui cá cắn rồi. Cá rồi. Cá rồi. Nó anh cầm em máy quay quay em với. Máy quá có hình dung. Quay em bạn. Ui trời ơi. Cá cắn rồi. Ui cá to. Ui. Em bé đang ngủ. Wow. Cá là cá to đấy, cá ri. Bắt nó vào nhá. Ui. Con này chắc to đấy. Ui cá vàng luôn. Wow. Rất nhiều khán giả ở đây này. Ý à. Wow. Con này con chắc to quá. Ui. 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 Cực kỳ to luôn. Ôi giời. To chưa? Ôi. Bạn đã được lên rồi nhá. Ui trời. Thế là to luôn mọi người ạ. Ôi giời. Các em bé ở đây rất thích luôn. Đấy. Rồi, thích không? Có to không? Ui. To thế. Ôi giời, to thế nhỉ. Thôi thả bạn đi nhá. Thả đi rồi. Nhìn thấy bạn thấy là đẹp rồi nhỉ. Rồi. Ui. Bye bye. To quá. Vui thế nhỉ. À mẹ. Ôi từ từ. À đây cậu bé này không biết quay này. Đã dùng cần câu bao giờ chưa mà biết quay này. Rồi, giả bác nha, giả chú nhá. Ôi, sao không dậy nhìn con cá to lắm sao ạ? Ủa, tí muốn cho xem video nhá. Đúng rồi, tí có cá thì kéo như thế nhá. Quay như thế. Ừ, giỏi lắm. Đấy, kéo vào phao vào kìa. Đấy, kéo phao vào. Kéo ra bên này nhá, vào đây nó mắc lưới đấy. Ôi, câu được mấy con cá khá là to đấy. Bây giờ mình sẽ thu cần mang đi về thôi. Thu cần thì rất là đơn giản. Đấy, chỉ cần chắc kéo nó vào thôi. Bố cất cần câu đi nhá. Cần câu đi thì chúng ta sẽ đi về câu. Quấn, nó rút phao ra. Rút phao ra. Tháo lưỡi ra nhá, tháo lưỡi ra rồi chúng ta cầm về.
Rồi, gọn gàng rồi, cầm về thôi. Đi. Bye bye, mọi người thấy hay, đăng ký kênh để ủng hộ nhá.